Chào các bạn nha. Hôm nay mình lại đi tiếp tục đi tìm lăng nhá. Đây là lăng nhá. Nó đang ra hoa rồi. Đây là u lưới nhá. Lăng u lưới màu tím nhá. Đấy. Rất là xa luôn nhá. Đây, có một làng này đây nữa này. Cho các bác xem đùn gà nhá. Đây nữa. Tính mình lại đi lấy ra nhá. Đây mình lấy ra này. Làng này bây giờ có ít thôi. Bây giờ hôm trước người lấy hết rồi. Bây giờ đây là may mắn nhất rồi. May mắn nhất rồi mới tìm thấy. Cái gò khó lấy. Rồi mình lấy được rồi. Đây. Đây nha, mình lấy được rồi nha. Đây. Đấy, đang ra hoa nhá. Lăng này là lăng màu tím nhá. Đây. Cho các bác xem này. Bây giờ đang tiếp tục quá hoa. Đây. Hoa rất là nhiều luôn nhá. Một cây thôi nhá. Cái này nhỏ nhỏ. Cây to thì năng ra 7 cây nhá. Mà cây này nhỏ nhỏ. Đây nhá, bây giờ đường lấy lăng thì không phải là dễ đâu nhá. Rất là khó đi luôn. Đây. Cho các bác xem. Đấy. Đi cẩn thận, đi không cẩn thận thì bị sóng gió đấy.